Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương phối hợp cùng Công ty Kho vận Đá Bạc, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam TKV tổ chức phát động lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Tại lễ phát động, đại diện TKV cho biết, thời gian qua ngành than đã ý thức được công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay tại Quảng Ninh, tập đoàn đã hoàn thổ khoảng 1.000 hecta diện tích đất đã khai thác than, xây dựng 50 trạm xử lý nước thải, đặt trạm quan trắc tại tất cả các mỏ than, đầu tư xây dựng đập chắn tràn, hệ thống băng tải và đường sắt vận chuyển than nhằm tránh ô nhiễm tới môi trường. Năm nay với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông, tập đoàn tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động ngành than cũng chung tay sử dụng nhựa, ni lông hợp lý và hiệu quả. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp dự đoán, đến năm 2050 khoảng 500 tỷ túi ni lông và 33 tỷ tấn nhựa thải ra môi trường. Do đó, chương trình hành động vì môi trường được phát động nhằm mục tiêu thay đổi nhận thức trong việc xử lý tái chế rác thải từ cả hai phía, người sản xuất sản phẩm và người sử dụng sản phẩm. Tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia chương trình trồng cây xanh tại kho khe ngát công ty kho vận đá bạc uông bí quảng ninh